Thử quả đế giày mới tay 250k xem thế nào nhá. Là gì đấy? Mời em. Bây giờ mày đánh cho tao một quả đẹp về 100.000 tim. Gạo bánh đấy. Đấy. Quá mạnh. Đấy đúng rồi. Trái phải vào. Được đấy. Xí vào. Xí gái vào. Đúng rồi. Hay lắm. Ui giời. Chưa được lắm. Phải lại quả khác. Lên mạng là phải xí. Ngon. Trái tay phải tay vào. Đúng rồi. Ui giời ơi. Biểu diễn nào. Lên xu hướng nào. Ui giời. Đáng khỏe đấy nhở. Lớp 6 còn đi. Thành viên lớp mấy? Ai là vẫn quần. Hay quá. Ui giời. Còn đúng một chai nước lạnh bán đấu giá 20.000. 20.000. 20.000. 20.000. 20.000 một chai. Đang khát phải bán cắt cổ chứ. Cái gì vậy bạn ơi? Hả? Mua đi, mua đi. 20.000 thôi. Ai Thảo đây? 5.000. Mày đưa giày đây. Đưa giày đây. Anh mày thì không có giày đi mà mày lại đi giày đẹp này. Bán. Tao bán, tao đi mua giày cho mày nhá. Đưa luôn đây. Đưa luôn được, đi bán. Hội đâu đi ra đây. Tao bán giày con Thảo đi, tao mua giày mới cho mày. Đi đi đi, cần chưa, cần chưa. Đi bán. Bán lấy 200. Thành kia đây, xí xí tí chú xem nào. Từ từ, ra đây xí xí tí vào gì. Con này có ngon hơn cái nào 20 không? Có. À, có xí được không? Xí được. Lên mạng xí được không? Xí được. Cái nhà mày ở đâu? Nhà cháu ở Minh Tân. Cách mấy cây? Đi bao nhiêu lâu đến? 30 phút. 30 phút đó. Điều. Đam mê đấy nhở. Được, được. Xí này, lên mạng xí này. Quanh mấy quả xí cho nào. Ui giời. Xí này, xí này. Ui giời. Bắt nạt thằng kia không biết đánh. Vẫn đang phải đi giải quyết hậu quả của mấy ông giày đế đen đây. Mệt lắm. Đấy. Sao rồi nhiều bố là còn bảo là ông cho thuê sân kiểu thế thì ông đi đánh hàng mình. Thôi thôi, bố mõm đi thôi. Thử mở một cái sân này đi. Tiền đất, tiền sân cả tỷ bạc này đi. Xong rồi đánh đế đi ăn vào em gì đây. Quay vào đây, 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 hộ cá nào. Đây, đây là con kỳ mãi mới giải cái này. Xong rồi đây này, đen xì đây này. Đấy, đến lúc trải được quả thảm mấy chục triệu. Rồi tiền sân, tiền đất cả tỷ nhá. Xong rồi được này cho các ông ngồi còn mõm được không. Mõm được không. Ôi trời ơi.